Các con thân mến, vậy là cô đã giới thiệu với các con về sơ đồ tư duy tả về loài chim rồi. Nếu ghi nhớ được sơ đồ tư duy đó thì cô tin chắc rằng các con sẽ có thể viết được về một loài chim mà mình biết. Nhưng cô cũng lưu ý các con là các con cần phải tìm hiểu kỹ về loài chim đó. Có như vậy thì mình mới biết được các đặc điểm, đặc tính của loài chim đó và có thể viết đúng, viết hay được. Sau đây, cô Thủy sẽ giới thiệu đến các con một số đoạn văn mẫu về các loài chim. Và bài đầu tiên cô muốn giới thiệu đó là loài chim công. Cô cũng rất yêu thích loài chim này nên cô giới thiệu đầu tiên đấy. Công là tên gọi để chỉ một trong các loài chim thuộc họ trĩ. Đây là kiến thức khoa học chúng ta cần phải tìm hiểu thì chúng ta mới có thể viết được câu này. Và câu này cũng chính là câu mở đầu giới thiệu về loài chim công. Công trống có bộ lông sặc sỡ. Khi nó múa đuôi thì xòe ra hình nan quạt. Với các màu xanh, đỏ, tím, vàng, công rất xứng đáng với danh hiệu nữ hoàng sắc đẹp của rừng xanh. À, nếu các con đã nhìn thấy chim công hoặc nhìn thấy hình ảnh chim công thì các con có thể biết được là con chim công trống nó sẽ có khả năng xòe ra một bộ lông rực rỡ ở đuôi và rất là đẹp, rất nhiều màu sắc đúng không nào? Đó chính là đoạn văn ngắn nói về loài chim công. Cô sẽ giới thiệu tiếp cho các con đoạn văn nói về chim cánh cụt. À, loài chim này rất là thú vị đúng không? Mặc dù chúng ta chưa bao giờ nhìn thấy trực tiếp cả, nhưng mà cô tin chắc là bạn nào cũng rất yêu thích loài chim này. Loài chim em yêu quý nhất là chim cánh cụt. Dáng chim cao to, toàn thân có màu đen nhưng bụng trắng toát.